em mới chủ động nắm tay xong anh ấy nói là em ơi, lần đầu tiên anh nắm tay con gái đó, anh làm như là nắm tay có bầu không anh? Rồi sau đó là sao, có hùng không? Đi dạo lòng vòng xong một hồi gần về cái anh mới nói em cho anh hung một cái nha. Cái em mới chần chừ, anh nói rồi hung một cái xong rồi anh đưa em về. Cùng toàn thể khán giả đang có mặt ngày hôm nay ạ. Em xin tự giới thiệu, em là Châu Hoài, em năm nay 22 tuổi, em đến từ Kiên Giang và hiện công việc hiện tại là em làm bảo trì điện ở trên một công ty ở Bình Dương chị. Còn xin chào chị Hồng Vân, Quảng Quốc Hận và các vị quý vị khán giả trong trường quay. Em xin tự giới thiệu, em tên là Thị Tươi, năm nay em 22 tuổi. Em cũng đến từ Kiên Giang và bây giờ em đang làm việc tại Bình Dương. Em có phải là người Chăm hay là người Khmer? Khmer không? Khmer. Em là người Khmer vậy. Hai em là ở cùng ở Kiên Giang. Dạ cùng đúng ở không? Kiên Giang. Vậy chắc có lẽ là quen nhau từ thời Thanh Mai Trúc Mã đúng không? Dạ. Em với vợ em thì quen nhau cũng tầm năm 2012, lúc đó còn đang học sinh á chị, cũng biết nhau qua tin nhắn điện thoại. Ban đầu thì cũng bị chửi nhiều lắm. Dạ. Ủa em, mỗi lần vợ em chửi sao em? Chửi bằng tiếng Khmer, tiếng Kinh. Ban đầu là nhắn tin thì điện thoại thì không có hỗ trợ tiếng Khmer, nên cứ chửi tiếng Kinh vậy thôi chứ không có chửi tiếng Khmer. Rồi bao lâu thì tụi em mới gặp nhau ở ngoài? Lúc ban đầu nhắn tin qua điện thoại thì em cũng không biết mặt, nhưng mà không hiểu nhắn tin sao cái nói thương vợ luôn. Trời ơi. Cái lúc có cái dịp lễ ở chùa, hai đứa đi cái hẹn gặp, vợ em nó đứng chờ ở trên đó đó. Cái em cũng lên trên đó, em lên mà không có nhận ra vợ em. Tại vì nó vỡ mộng sao á. Mà sao vậy? Lúc đó vợ em nó vừa đen mà vừa xấu, mà tóc tai nó ghê lắm. Trời ơi, ta vừa đen vừa xấu rồi tóc tai sao? Tóc tai là lúc đó tóc quấn mà cái gọi là quấn bẩm sinh á chị. Còn em sao? Cái lần đầu tiên em gặp ông này sao, em thấy ông đó đẹp trai không? Xấu lắm anh, không có đẹp trai như bây giờ. Ốm rồi, mặc đồ thì xề xòa, không có gọn gàng. Sau khi em quen một thời gian thì em kêu anh thay đổi cách mặc đồ lại đi, dáng đi cũng vậy, đàn ông gì đâu mà dáng đi như con gái á. Dáng đi ẻo lả đó hả? Dạ dạ. Cái cặp này vui quá, gặp mà... hai người gặp nhau đều thất vọng về nhau. Rồi bao lâu thì các em mới dần dần như là thích nhau và quen nhau? Khoảng thời gian nó thích nhau thì chắc cũng lâu, tại vì lúc mà em gặp vợ em xong cái em về em suy nghĩ lại rồi, cái cuộc tình này có nên tiếp tục hay không. Mình lỡ mình nói yêu người ta rồi, thôi kệ, trách nhiệm với lời nói thôi. Cứ yêu đại đi, cứ yêu suốt tới khoảng 5 năm trời. Vậy hả? Thời gian bao lâu thì em bắt đầu là cảm thấy là em thực sự là em yêu vợ em? Trong thời gian cũng ngắn lắm chị, khoảng 2 tháng. Lần thứ hai gặp mặt là em đã thấy khác rồi, đã biết make up đẹp hơn nhiều rồi, trắng rồi, tóc tai gọn gàng, mặc đồ cũng gọn gàng, nhìn đẹp lịch sự. Bây giờ nè, em nhận xét đi, cái thời gian đó với bây giờ thì là lúc nào đẹp hơn? Dạ bây giờ đẹp hơn rất nhiều. Dạ giờ đẹp hơn rất nhiều. Rồi lần đầu tiên em nắm tay vợ em, hôn vợ em là sau đó mấy tháng? Lần gặp thứ hai thì lúc đó mà quen nhau cũng lâu rồi, khoảng 5-6 tháng gì rồi. Cái em cũng nói với vợ em là anh gặp thì anh xin hung một cái. Nhưng mà cái lúc mà anh xin anh hung em, anh lúc đó em thấy làm sao? Em anh hung lắm, anh nhát lắm. Gặp mặt xong rồi anh không dám nắm tay. Em thấy vậy em mới chủ động nắm tay xong. Anh lại nói là em ơi, lần đầu tiên anh nắm tay con gái đó, anh làm như là nắm tay có bầu không anh? Rồi sau đó là sao, có hung không? Đi dạo lòng vòng xong một hồi gần về cái anh mới nói em cho anh hung một cái nha. Cái em mới chần chừ, anh nói rồi hung một cái xong rồi anh đưa em về. Về xong rồi anh mới nhắn tin cho em, nói em ơi anh không muốn rửa mặt luôn á. Em hỏi ủa sao vậy? Anh sợ trôi cái nụ hôn của em. Trời ơi. Rồi trong cái thời gian yêu nhau như vậy thì nó có những cái sóng gió gì không? Dạ có anh. Ảnh lúc quen lắm lại là giống như là em bị gò bó vì mọi thứ, giống như là ảnh ghen dữ lắm. Đi chơi á, ra ngoài á, mặc hả đồ hở hang một chút lại không cho. Em mặc áo khoác, mặc quần dài vô đi mới cho ra. Thậm chí có khi là nói chuyện điện thoại với ảnh, điện cho em mà thấy cuộc rồi chờ, xong rồi em mà không điện đi á một tí với em mà điện đi hỏi em nói chuyện với ai vậy, bạn của em, trai hay gái vậy. Ảnh ghen cực kỳ ghen. Cái đó là ghen tuông thôi. Còn có lúc nào mà tụi em cảm thấy là sẽ phải xa nhau không? Có vậy. Lúc đó là em quen vợ em được khoảng 1 năm. Trước đó em đã nói trước với vợ em rồi, năm sau anh đi xuất gia. Xuất gia để làm gì? Nếu theo người Khmer thì xuất gia để báo hiếu cho cha mẹ. Nhưng mà nếu mà xuất gia thì làm sao mà cưới nhau được? Dạ xuất gia cái em hoàn tục ra mới cưới vậy. Ủa nhưng mà lý do gì em lại hoàn tục? Lúc đó là em vừa xuất gia, cái em vừa đi học. Xuất gia khoảng 3 năm sau đó em đang học ở trường nghề, trong trường bảo là giờ em phải hoàn tục ra để em đi làm.
em phải đi thực tập tốt nghiệp em mới ra trường được, chứ em cứ vậy là em không có ra trường được. Cái cũng bắt buộc em phải phải ra. Mà còn em thì sao, lúc mà chồng đi xuất gia thì em sao? Lúc đó buồn lắm chị, giống như là không sao đâu em, cứ chia sẻ. Lúc đó nó rất là buồn, giống như là lúc còn đi học thì ảnh đưa rước em đi, còn tới khi mà anh đi xuất gia thì là lúc đó là tự bắt xe buýt đi. Trong thời gian chờ xe buýt nó giống như là mình gợi nhớ lại những kỷ niệm mà lúc ảnh đưa rước mình đi á, rất là buồn, thậm chí còn muốn khóc luôn á. Nhưng mà cái cảm giác lúc mà em thấy ảnh xuống tóc á, em còn nhớ lúc đó là đang cạo tóc thì ông sư đó cạo đứt trên da đầu, có chảy máu, lúc đó rất là xót luôn. Nhưng mà anh đang không hiểu là nếu như đã xuất gia thì phải chia tay chứ. Dạ đúng rồi, cái khoảng thời gian đó là hai đứa chia tay. Anh bây giờ anh đi xuất gia, cái nếu mà em chờ được thì em chờ, còn em chờ không được thì em có thể quen người khác. Mà trong thời gian ảnh xuất gia thì ở ngoài em cũng thử quen vài người, nhưng mà trong thời gian tìm hiểu thì em thấy không ai giống như ảnh hết. Nên em vẫn quyết định em chờ. Vẫn chờ anh. Dạ. Em hoàn tục xong rồi mới tốt nghiệp xong em mới nói địa chỉ của vợ em, cái em lên Bình Dương để thăm vợ. Nhưng mà lúc đó vợ em chưa có biết em hoàn tục đâu. Lúc đó chỉ có mẹ vợ em biết thôi. Em cũng nói với mẹ là thôi mẹ đừng báo để em dành cho vợ em sẽ bất ngờ. Rồi xong lúc em về rồi, em thấy chồng mà em vậy sao? Lúc bất ngờ luôn chị, xong thấy ảnh xong rồi cái tự nhiên em khóc luôn. Tóm lại là quá bất ngờ. Xong rồi đứng giống như đơ luôn á. Bị đứng hình đó đúng không? Dạ bị đứng hình luôn á. Xong cái tự nhiên không biết sao em lại lúc đó lại khóc nữa, giống như là cái cảm xúc nó dâng trào quá bất ngờ. Sau cái lần đó là hai người tiếp tục yêu nhau một năm nữa. Dạ. Rồi lúc đó là trong một năm đó thì có làm điều gì mà trái với luân thường đạo lý không? Dạ không chị. Giữ cho nhau đúng không? Hai em quen nhau là cái chuyện mà ăn cơm trước kẹn á, là hai em rất là nghiêm túc trong cái chuyện đó. Tại vì hai bên gia đình rất tin tưởng hai đứa. Là giữ cho tới ngày đêm tân hôn đúng không? Dạ. Như vậy là chắc chắn rằng là hai em đêm tân hôn chắc vui lắm. Dạ không anh, đêm tân hôn của em tới tận 10 ngày sau là ảnh thì nhát lắm chị. Em nếu như mà em không mở lời thì ảnh lại không dám đâu. Ồ chị hả? Với lại đêm tân hôn ảnh lúng túng lắm, lần đầu tiên ảnh lúng túng lắm. Nhưng mà có thành công không? Dạ có chị. Thầy hay quá thầy. Thành công được rồi. Trời ơi, vậy là thầy quá hay luôn đó. Mà Châu Hoài có thể chia sẻ cái cảm xúc của em cái lúc mà cái lần đầu mà em được coi như là gần với vợ mình. Dạ lúc ban đầu thì cảm giác thì nó cũng vui lắm, tim nó đập thình thịch đúng lại là một khoảng thời gian lâu mới quen được. Cảm xúc thì em cũng có gì cho mấy, chỉ là sợ thôi. Cảm giác là sau đêm thứ 10 là hết sợ rồi đúng không? Dạ đêm thứ 10 hết sợ. Bây giờ là các em là cưới nhau bao lâu rồi? Dạ cưới gần 2 năm. Ủa các em có em bé chưa? Dạ chưa. Rồi trong 2 năm qua anh thấy rằng là Châu Hoài coi như chắc có lẽ là một người hiền lành, chắc ít có tật xấu lắm đúng không? Có thì cũng có nhưng mà ít nè. Tật xấu của ảnh là ảnh không biết lãng mạn. Em nhớ có lần đợt đó 8 tháng 3 hay 20 tháng 10 gì đó, em mới nói anh ơi bữa nay lễ đó. Anh mới nói là lễ rồi sao em. Xong cái em buồn xong ảnh dắt xe ảnh đi mua cái con gấu bông bự quăng cho mặt em cái đùng giống như là quà tặng vậy đó. Giống như dằn mặt vậy đó. Giống vậy đó. Rồi không lãng mạn một tập. Không lãng mạn. Còn cái gì nữa nè? Ảnh lười. Lười gì? Ngày lễ này nọ nói anh ơi rước em đi chơi, nói thôi đi đi chơi vậy em ngủ đi, nay làm gì mệt ngủ đi. Nhưng mà trong cái vụ kia có lười không? Dạ không. Rồi ta lắc đầu là không rồi còn hỏi. Rồi bây giờ tới em đó Châu Hoài. Vợ em thì tật xấu thì cũng không có nhiều gì mấy đâu, chủ yếu là lười bấm điện thoại xuyên suốt, cứ cầm điện thoại suốt. Em kêu đi tắm đi, không tắm là nhất quyết không tắm. Rồi lười, đồ thì em toàn em giặt hết. Giặt tay hả? Dạ giặt tay em. Trời giặt hết. Tại vì công việc của em á, em vừa làm công ty lại vừa bán hàng online á. Nên về nhà thì chỉ có ít thời gian để mình online với nhóm thôi. Nên cứ ôm cái điện thoại. Ôm điện thoại là vậy. Dạ. Thôi bây giờ nhân đây thì mong muốn vợ thay đổi điều gì không gọi? Dạ em cũng muốn vợ em phụ giúp em một số việc gia đình vậy thôi, chứ em biết là bán hàng online nhưng mà tối thì cứ ôm khư điện thoại 10 giờ rồi vẫn không chịu ngủ. Vợ em cứ bấm điện thoại thì em đâu dám tắt đèn, sợ nó ảnh hưởng tới con mắt. Đó. Nên em đâu có dám tắt đèn. Thấy thương không? Đó. Hiểu cái chưa? Cái chi tiết đó là chi tiết mà gọi là đắt nhất trong cái hay mong muốn thay đổi của chồng đó. Rồi đêm nay nhớ tắt đèn sớm nha em. Bây giờ em thì em mong muốn cho Hoài thay đổi điều gì? Dạ em thì mong muốn chồng em thì lãng mạn chút xíu, bớt mê ngủ lại và có thời gian rảnh thì chở em đi chơi nhiều hơn. Thấy chưa? Nghe ông phải lãng mạn chút xíu đi thì tôi sẽ tắt đèn sớm hơn. hai chồng chưa có con nè. Nói chung là hai bạn này đang trong cái thời kỳ mà gọi là bù đắp lại cho 3 năm anh xuất gia. Đang rất là son, đang tận hưởng đi. Cố gắng hết sức
tạo những sự lãng mạn nhất có thể. Ừ. Trước khi các bạn thể hiện cái cử chỉ lãng mạn với nhau, anh xin chúc cho vợ chồng của em ha, sang năm sau sẽ đậu nha. Đậu gì? Đậu thai. Và chúc cho một em bé tuyệt vời đó xuất hiện trong gia đình của hai vợ chồng em. Rồi ông lãng mạn với em đó. Ông làm chuyện gì lãng mạn với vợ ông đi. Hai đứa đứng lên đi. Em biết. Thôi cho tôi với chị mà nhìn, gì để tao làm, đi. Trời ơi trời. Thôi bao nhiêu là đủ rồi. Và cứ thế nha, hãy nắm chặt.